Ông Cửa Sò Kênh dân tộc Chơ Rai là một trong những tấm gương đồng bào dân tộc thiểu số làm kinh tế giỏi tại địa phương. Ông Kênh cho biết, trước đây, việc sản xuất lúa của gia đình chủ yếu theo cách truyền thống, năng suất và chất lượng không cao, đời sống gặp nhiều khó khăn. Nhận thức việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật sẽ mang lại hiệu quả cao, ông Kinh chủ động tham gia các buổi hội thảo, tập huấn do Hội Nông dân và ngành nông nghiệp tổ chức. Ông áp dụng trồng 3 hectare cà phê, cao su, chăn nuôi thêm hơn 20 con bò heo, cho thu nhập ổn định hàng năm khoảng 800 triệu đồng. Mình phải đi hết mà hỏi, mình làm theo cái tập quán áp dụng theo học. Một là mình phải cố gắng làm với đoàn con cái mình. Làm không được mình thêm kêu thêm con người trong làng, rất là làm tư làm lúa làm cà phê là còn thêm rồi có su hoặc là chăn nuôi heo bò để trong gia đình mới ổn định thu nhập một năm mà lên tới 700-800. Ông Cửa Sò Kênh làm trưởng ban công tác mặt trận làng Bờ Rông Ngõ Ba, xã Gia Ca từ năm 2013 đến năm 2024. Dù ở vai trò nào, ông cũng luôn nêu cao tinh thần tự giác, vận động nhân dân không trông chờ ỷ lại sự hỗ trợ của nhà nước mà tự nỗ lực vươn lên làm giàu. Bản thân ông còn thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực giúp đỡ các gia đình còn khó khăn để cùng phát triển kinh tế. Ông là nông dân tiêu biểu vừa được Ủy ban Nhân dân huyện Chư Bả khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong phong trào Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2022-2024. Hội viên Cửa Sò Kênh thì hội viên là sản xuất kinh doanh giỏi. Từ đầu nhiệm kỳ vừa rồi tôi thấy là các cái lớp tập huấn phối kết hợp giữa cán bộ nông nghiệp của huyện, của xã thì tập huấn cho cách về chăm sóc các loại cây trồng, vật nuôi, thấy là hội viên ở trong kênh này là rất là tích cực. Ủy ban dân huyện vừa rồi thì tặng giấy khen đối với các xã kênh là hộ sản xuất kinh doanh giỏi. Ngoài đó thì nói chung thì các phong trào thì ông các xã kênh này thì các sinh hoạt họp của hội viên là tham gia đầy đủ các phong trào của hội viên. Bằng sức lao động và tinh thần tự lực vươn lên, ông Cửa Sò Kênh là gương sáng làm kinh tế giỏi, góp phần thay đổi diện mạo quê hương và xây dựng nông thôn mới.